giác của bản thân chị và những người xung quanh chị khi mà Nga quyết định xâm lược đất nước của chị là như thế nào? Kiểu hai cái information, một là từ nước Nga và một là của cả thế giới. Nước Nga nói là không phải là, đây không phải là chiến tranh, đây không phải là kiểu invasion. Hai cái từ invasion và từ war đã bị kiểu block trong nước cả nước Nga rồi. Người dân không được dùng hai cái từ đấy mà chỉ được dùng cái từ special operation hoặc là rescue mission. Những gì mà Nga nói ra cho dân của mình ấy là điều dối trá hết. Và mình có rất nhiều bạn từ bên Nga mà mình đã phải giải thích là chuyện gì đang xảy ra bên U là sự thật là như thế này, chứ không phải là như truyền thông của Nga nói. Nói chung là mình cũng đau lòng khi nhiều bạn nghĩ là, nhiều bạn tin cả cả đất nước ở Việt Nam mình cũng thế. Mọi người đây cứ tin là Nga đang làm điều đúng, đang kiểu cứu U vì những người fascist hay là những người như nào đó, nhưng mà đấy là thực tế là nó không phải là như thế. Thực tế là Nga đang đánh bom vào bệnh viện, vào trường học, trường mầm non của bên U, đi giết người mà đang kiểu trying to flee Ukraine trên đường thôi. Cả một gia đình đang đi chạy bộ trên đường để qua biên giới mà lính Nga cũng bắn chết hết cả. Thì đây là cái rescue mission kiểu như thế nào? Những cái video mà bên U đã quay được, những cái thông tin mà bên U đưa ra để cả thế giới xem thì bên Nga nó block hết, nên là dân ở bên Nga không biết là chuyện gì đang thực sự đang thể xảy ra cả. Cả thế giới đã quay mặt về Nga rồi. Thực sự là như vậy, mình rất buồn là Việt Nam không support U. Thực sự là như thế. Mình đã kiểu cố để giải thích mọi sự nó như nào ở Việt Nam này rồi, nhưng mà rất khó để kiểu để persuade mọi người ở đây. Đến ba mình còn bảo là sẽ không nói chuyện với ai về chính trị nữa, tại vì mọi người sẽ không thể hiểu thực sự 100% chuyện gì đang xảy ra bên U. Mọi người cũng chỉ xem tin tức ở Việt Nam này thôi, mà tin tức ở Việt Nam thì 70% là cũng không đúng như sự thật nên là mình cũng cố, bao giờ lúc nào mọi người hỏi thì mình cũng cố kiểu share cái opinion của mình, nhưng mà mình cũng không thay đổi, mình cố nhưng mà mình không không thay đổi kiểu mọi người nghĩ suy nghĩ như nào cả, nên là mình cũng buồn về chuyện này nữa. Các bạn trẻ Việt Nam ấy thì chỉ là không biết những cái chuyện chính trị này thôi, thì mình có thể giải thích từ cái point of view của mình được thì các bạn tin mình. Còn những người lớn hơn một tí thì người ta chỉ biết là trước đây kiểu Liên Xô đã giúp Việt Nam thắng bọn Mỹ xong thế này thế kia. Chiến tranh nó cận kề mình là như thế nào khi mà trải nghiệm của chị lần đầu tiên là như thế nào? Lúc khoảng 5 rưỡi sáng mình thức dậy, tại vì 2 tiếng nổ thật là to, thật là kiểu rất là to ấy, kiểu như là tiếng nổ bom cạnh mình ấy. Và cả đất nước Ukraine đã nghe thấy cái tiếng đó. 5 giờ sáng. Mình chỉ nghe thấy 2 tiếng nổ thôi, nhưng mà mọi người nói là từ 7 tiếng đến 10 tiếng nổ. 1 đến ngày 2 đến ngày 3 thì mọi người không quá là kiểu panic. Nhưng mà bắt đầu đến ngày sau 1 tuần rồi, chiến tranh này vẫn không dừng mà nó càng tối đi nên mọi người bây giờ cũng nửa sống nửa chết thôi, nói thật là thế. Mình may mắn là ngày thứ tư mình đã qua biên giới được, chạy bộ qua biên giới đến một đất nước khác, xong từ đấy đi xe buýt 10 tiếng đến Romania. Rồi từ Romania mình mới có chuyến về Việt Nam, có sân bay để bay về Việt Nam. Thì mình quyết định đi từ Odessa, Ukraine qua Moldova. Từ nhà mình đi xe đến biên giới. Xong rồi từ biên giới mình đi bộ khoảng 1 đoạn đến chỗ mà nó kiểm tra hộ chiếu các thứ. Mình thấy là có rất nhiều người đang cũng chạy bộ như mình, chứ không ai có cách nào khác cả. Nên là ai cũng trong hoàn cảnh như này.
nhiều người còn có con, còn bao nhiêu đồ, người nhiều, rất nhiều người đi với chó với mèo nữa cơ, nên là kiểu đất nước Moldova rất là dũng cảm giúp người U mình để qua đất nước nó. Lúc mình đến biên giới rồi thì mình nhớ là mình phải đợi từ 3 tiếng 4 tiếng rồi đó, xong rồi đến lượt mình đi qua. Ngày hôm đấy cực kỳ là lạnh, nhưng mà các bạn kiểu volunteer ở cạnh biên giới thì cũng phát chăn, phát thức ăn và nước các thứ cho mọi người, nên là cũng đỡ hơn. Thì mình đứng ở đấy, đứng bên biên giới khoảng 4 tiếng. Xong rồi lúc đi qua rồi thì mình lên xe buýt miễn phí. Mình cũng không biết là ai tổ chức cái xe đấy, nhưng mà nói chung là miễn phí. Mà bây giờ kiểu đi mấy cái xe đấy thì cũng thực sự là sợ, tại vì cũng không biết là xe nào để tin cậy được, nó đưa mình đi đâu thì cũng không biết. Nhưng mà hôm đấy mình cực kỳ là may, và quãng trình mình đi cũng là rất may rồi, tại vì nhiều người phải đợi đến 10-12 tiếng, cũng không phải là 4 tiếng như mình. Xe buýt đưa tất cả đến một chỗ gọi là camp, kiểu evacuation camp. Rồi ngày hôm sau mình lên xe buýt tiếp, rồi đi đến Romania mất khoảng 10-11 tiếng. Nói chung là con đường rất là dài, rất là lâu và rất là kiểu uncomfortable, tại vì cái xe nó cũng bé thôi. Còn nói chung là quãng đường đấy mình chỉ biết là muốn mong về nhà là may mắn rồi.